Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận, còn lời sẵn sớm trêu thạnh nộ thêm. Lưỡi người khôn ngoan truyền ra sự tri thức cách phải, nhưng miệng kẻ ngu muội chỉ buông điều điên cuồng. Con mắt Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi, xem xét kẻ gian ác và người lương thiện. Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống, song lưỡi gian tà làm cho hư nát tâm thần. Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình, còn ai giữ theo lời quở trách trở nên khôn khéo. Trong nhà người công bình có nhiều vật quý, song trong huê lợi kẻ gian ác có điều rối loạn. Môi người khôn ngoan rải sự tri thức ra, nhưng lòng kẻ ngu muội chẳng làm như vậy. Của tế lễ kẻ gian ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài. Đường lối kẻ ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài thương mến người nào theo sự công bình. Sự hình phạt nặng nề dành cho kẻ bỏ chánh lộ, và kẻ ghét lời quở trách sẽ chết mất. Âm phủ và chốn trầm luân còn ở trước mặt Đức Giê-hô-va thay, phương chi lòng của con cái loài người. Kẻ nhạo báng không ưa người ta quở trách mình, hắn không muốn đến cùng người khôn ngoan. Lòng khoái lạc làm cho mặt mày vui vẻ, nhưng tại lòng buồn bã, trí bèn bị nao sờn. Lòng người thông sáng tìm kiếm sự tri thức, còn miệng kẻ ngu muội nuôi lấy mình bằng sự điên cuồng. Các ngày kẻ bị hoạn nạn đều là gian hiểm, song lòng vui mừng giữ yến tiệc luôn luôn. Thà có ít của mà kính sợ Đức Giê-hô-va, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà một món rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Người hay giận gây điều đánh lộn, nhưng người chậm nóng giận làm nguôi cơn tranh cãi. Đường kẻ biến nhát như một hàng rào gai, còn nẻo người ngay thẳng được băng bằng. Con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui, song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi. Đâu không có nghị luận, đó mưu định phải phế, nhưng nhờ có nhiều mưu sĩ, mưu định bèn được thành. Miệng hay đáp giỏi khiến người vui vẻ, và lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao. Con đường sự sống của người khôn ngoan dẫn lên trên để tránh khỏi âm phủ ở dưới thấp. Đức Giê-hô-va sẽ đánh đổ nhà kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài làm vững chắc các mộc giới của kẻ quá bụa. Các mưu ác lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, song lời thanh sạch đẹp lòng Ngài. Người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Lòng người công bình suy nghĩ lời phải đáp, nhưng miệng kẻ ác buông ra điều dữ. Đức Giê-hô-va xa cách kẻ ác, nhưng Ngài nghe lời cầu nguyện của người công bình. Sự sáng con mắt khiến lòng vui vẻ, và một tin lành làm cho xương cốt được béo tốt. Kẻ nào nghe lời quở trách của sự sống sẽ được ở giữa các người khôn ngoan. Ai từ chối sự khuyên dạy khinh bỉ linh hồn mình, nhưng ai nghe lời quở trách được sự thông sáng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dạy dỗ điều khôn ngoan, và sự khiêm nhượng đi trước sự tôn trọng. Sách Khải Huyền,
chương 16. Bây giờ, tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra, phán với bảy vị thiên sứ rằng: Hãy đi, trút bảy bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất, thì trở nên ghẻ chốc dữ và đau cho những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình, vì Ngài đã phán xét thể này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các thánh tiên tri, và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chốc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí, thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: Xong rồi. Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất lớn lắm, đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm ba phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Chương 17. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động. Thiên sứ đó đem tôi tới nơi đồng vắng. Thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu. Tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là Sự Mâu Nhiệm, Babylon lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giê-xu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: Sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế,
thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu, tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là bảy vị vua nữa. Năm vị trước đã đổ, một vị hiện có, còn một vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến, cũng chẳng còn được bao lâu. Chính con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8. Nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Vả, 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con. Chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn, cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: những dòng nước ngươi đã thấy, trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý, và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Chương 18. Binh Đát người Su-a bèn đáp rằng: ông gài bẫy bằng các lời mình cho đến chừng nào? Hãy suy nghĩ rồi chúng tôi sẽ nói. Nhân sao chúng tôi bị coi như thú vật và ngu dại trước mặt ông? Ông nổi giận bèn xẻ rạch mình. Há vì ông mà trái đất sẽ bị bỏ hoang và hoàng đá phải dời đi khỏi chỗ nó sao? Thật ánh sáng kẻ ác sẽ tắt đi, ngọn lửa của hắn không chói nữa. Ánh sáng sẽ mờ tối trong trại hắn, ngọn đèn hắn sẽ tắt ở bên hắn. Các bước mạnh bạo hắn sẽ bị cuồng đi. Chính các mưu trước người sẽ đánh đổ người, vì hắn bị chân mình hãm vào cái bẫy và đi trên mảnh lưới. Cái bẫy sẽ thắt hắn nơi gót chân, và giò lưới sẽ bắt nó. Có sợi dây khuất dưới đất, và cái bẫy ẩn tại trên đường để hãm lấy nó. Từ bốn phía, sự kinh khủng sẽ làm cho hắn bối rối, xô đẩy người đây đó, buộc vấn bước người. Sức lực hắn vì đói khát sẽ ra yếu, và tai họa trực sẵn ở bên cạnh người. Các chi thể hắn sẽ bị tiêu nuốt, tất sẽ bị con đầu lòng của sự chết tiêu nuốt. Hắn sẽ bị rút ra khỏi nhà trại mình, là nơi hắn nương cậy, đoạn bị dẫn đến vua của sự kinh khiếp. Kẻ chẳng thuộc về hắn sẽ ở trong trại hắn, còn diêm sinh sẽ rải ra trên chỗ ở của nó. Ở dưới thì rễ hắn khô héo, ở trên lại bị chặt nhành. Kỷ niệm hắn sẽ bị diệt khỏi thế gian, danh hắn không lưu lại trên mặt đất. Hắn bị xô đuổi khỏi ánh sáng mà vào tối tăm, và người ta khu trục nó khỏi thế gian. Hắn sẽ chẳng có con cháu giữa dân sự mình, cũng không có ai còn sống tại trong nơi ở mình. Những người hậu sinh sẽ lấy làm sững sờ về ngày của hắn, y như kẻ tiền bối đã lấy làm kinh khiếp. Quả thật, đó là nơi ở của kẻ bất công, và ấy là chốn của người không biết Đức Chúa Trời. Chương 19. Gióp bèn đáp lời rằng: các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào, và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ? Kìa, đã 10 lần các ngươi quở trách ta, bạc đãi ta mà không mắc cỡ. Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào, sự lỗi ta vẫn ở nơi ta. Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta, vậy hãy biết rằng ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta và giăng lưới Ngài chung quanh ta. Này, tôi kêu la về sự hung bạo,
song tôi chẳng đặng nhậm lời. Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình. Chúa có chặn đường tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi. Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi và cất mão triều khỏi đầu tôi. Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía và tôi hư mất đi. Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối. Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi, cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài. Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới, đắp đường họ để đến hãm đánh tôi và đóng ở chung quanh trại tôi. Ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ. Các thân thích đều lìa bỏ tôi, các mật hữu tôi đã quên tôi. Những kẻ ở trong nhà tôi và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ. Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài. Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi mà nó không thưa, dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy. Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi. Đến độ những đứa trẻ cũng khi tôi. Nếu tôi trỗi dậy, chúng nó nhạo báng tôi. Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi, những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi. Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi. Tôi đã thoát được, chỉ còn da bọc răng mà thôi. Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi, vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời và chưa no nê thịt tôi sao? Ôi, chớ chi các lời tôi đã biên chép, ước gì nó được ghi trong một quyển sách. Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời. Còn tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ, ngoài xác thịt, tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài chứ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Nếu các bạn nói rằng chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao, và rằng căn nguyên tai họa vốn tiềm tại trong mình tôi, khá sợ mũi gươm, vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tội gian ác, để các bạn biết rằng có sự phán xét. Chương 20. Sô-pha người Na-a-ma bèn đáp rằng: vì cớ ấy tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp, và tại lời đó tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi. Tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi. Trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời. Hãy biết rõ rằng từ đời xưa, từ khi loài người được đặt nơi thế gian, thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu, và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi. Dầu sự kiêu căng nó cất lên đến tận trời, dầu cho đầu nó đụng chí mây, thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó. Những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng: nó ở đâu? Nó bay đi như một cơn chim bao, không ai gặp nó lại. Thật, nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm. Con mắt đã thường xem nó sẽ không thấy nó lại. Nơi nó ở cũng sẽ chẳng còn nhìn nó nữa. Con cái nó sẽ cầu ơn kẻ nghèo, và tay nó sẽ thường lại tài sản mà sự hung bạo nó đã cướp giật. Tứ chi nó đầy sức lực của bụi đang thì, nhưng sẽ nằm chung với nó trong bụi đất. Dẫu sự ác lấy làm ngọt ngào cho miệng nó, dẫu ẩn dưới lưỡi hắn, dẫu hắn chiếu mến sự ác không từ bỏ nó, nhưng giữ nó lại trong miệng mình, thì vật thực nó sẽ biến nơi can tràng và thành ra mật rắn hổ trong bụng nó. Nó có nuốt của cải rồi lại mửa ra. Đức Chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó. Nó sẽ muốt nọc rắn hổ, lưỡi của rắn lục sẽ giết nó. Nó sẽ chẳng thấy sông và dòng chảy mật cùng mở sữa ra. Nó phải trả hoa lợi về công việc mình, không được nuốt nó. Phải thường lại tùy theo giá nó, không được hưởng của ấy.
vì nó có hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo, cướp lấy nhà cửa mà nó không có xây cất. Bởi vì nó không biết an tịnh trong mình, nó sẽ chẳng được bảo thủ gì về các điều mình ưa thích hơn hết. Chẳng chi thoát khỏi sự mê ăn của nó, cho nên sự may mắn nó chẳng bền lâu. Đang khi dư dật, nó sẽ bị cùng túng, các người khốn khổ sẽ tra tay vào mình nó. Đức Chúa Trời sẽ sai thịnh nộ Ngài hãm mình nó, đặng làm cho lòng nó đầy dẫy. Ngài sẽ giáng cơn giận Ngài trên mình nó, chính trong lúc nó ăn bữa. Nó sẽ trốn lánh khỏi khí giới sắc, còn cây cung đồng sẽ soi lũng nó. Nó nhổ tên ra khỏi thân nó, mũi gươm bóng người rút ra khỏi gan nó. Các sự kinh khiếp hãm áp nó, cả sự tối tăm đã dành làm bữa vật cho nó. Lửa người ta không thổi sẽ thiêu đốt nó, và kẻ còn sót lại trong trại nó sẽ bị tiêu diệt đi. Các tầng trời sẽ bày tỏ gian ác nó ra, và đất sẽ dấy lên nghịch cùng nó. Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất, tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa. Đó là phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác, và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó. Chương 21. Gióp đáp rằng: Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi, thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn. Hãy nhịn nhục tôi để tôi nói. Sau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo báng đi. Còn về phần tôi, than vang tôi há hướng về loài người sao? Nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục? Hãy xem xét tôi và lấy làm lạ, khá lấy tay bụm miệng mình. Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng, rỡn óc cả và thịt tôi. Cớ sao kẻ gian ác sống trở nên già cả và quyền thế cường thạnh? Dòng dõi chúng nó thành lập có mắt chúng nó thấy, và con cháu họ ở trước mặt họ. Nhà của chúng nó được bình yên không sợ gì, roi của Đức Chúa Trời chẳng đánh mình chúng nó. Bò đực chúng nó sinh sản không hề thiếu kém, bò cái họ sinh đẻ không có xảo. Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên, và con cái họ giỡn chơi nhau, hát múa theo tiếng trống nhỏ và đờn cầm, và vui mừng theo tiếng kèn sáo. Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình, rồi bỗng chốc sa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Ngài hãy lìa xa chúng tôi, vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài. Đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự Ngài? Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì? Kìa, sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó, các mưu trước kẻ ác cách xa tôi. Cái đèn kẻ ác tắt, tai họa giáng trên chúng nó, và trong cơn thạnh nộ, Đức Chúa Trời phân phát đau đớn cho chúng nó. Điều đó há có thường xảy đến sao? Há năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió, như trấu bị bão cất đi sao? Các bạn nói rằng: Đức Chúa Trời dành sự hình phạt về hung ác nó cho con cái nó. Đức Chúa Trời khá báo cho chính mình nó để nó biết. Khá chính con mắt hắn xem thấy điều hư hoại mình và uống được sự thạnh nộ của Đấng toàn năng. Vì khi số ngày định cho nó đã hết rồi, nó nào kể chi đến gia quyến sau nó? Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị, vậy người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao? Kẻ này thác giữa chừng mạnh mẽ, được thanh nhàn và bình an mọi bề. Hai bình người đầy sữa và tủy xương người nhuần đượm. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, giòi sâu che lấp họ. Này, tôi biết ý tưởng các bạn, cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi. Vì các bạn nói rằng: Nhà kẻ cường bạo ở đâu, trại kẻ ác ở nơi nào? Chớ thì các bạn chẳng hề hỏi khách qua đường sao? Há chẳng nhờ chứng cớ của họ mà nhìn biết chăng? Trong ngày tai họa, kẻ hung ác được khỏi, và trong ngày thạnh nộ nó được thoát. Tại trước mặt hắn, ai dám trách hắn vì tánh hạnh hắn? Ai sẽ báo ứng điều hắn đã làm? Nó sẽ được đưa đến huyệt mã,
và người ta sẽ canh giữ phần mộ nó. Các cục đất của trũng lấy làm êm dịu cho nó. Mọi người đều đi noi theo, và kẻ đi trước thì vô số. Vậy sao các bạn an ủi tôi vô ích dường ấy? Vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn, và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.